khác qua đại luôn, không biết có mở cửa chưa. Quả cái vụ cũng đúng đâu. Công ẩn luôn vậy. Ăn sáng chưa chị Hoàng? Chị ăn rồi. Toàn mọc cho hiện không thì biết làm sao vậy? Sao kỳ vậy ta? Em biết lý do tại sao nó lại mọc. Bị lâu chưa? Hồi đó qua đây nó cũng bị vậy á. Là trước giờ nếu như không mọc thì thôi, mà mọc thì nó mọc chỗ này không á. Nhiều khi mồ hôi nhìn ra chắc đỡ khẩu trang á. Theo khẩu trang tại đi làm mỗi ngày chị đeo suốt luôn. Kiểu cơ đi em nó mặc chỗ nào hay mặc chỗ đấy à? Nằm
Chở sếp lên sân bay hả? Dạ. Ông đi bao lâu? Về nước đi. Vậy qua tính kia mua bánh ăn rồi. Mà thấy chở sếp nên thôi. Ở dưới đâu có gì ăn đâu hả? Tươi. Đi từ đâu lên? Em đi từ Châu Đức á. Châu Đức hả? Mà nó nhìn mình, bỗng nhìn mình già lắm hay sao? Bỗng kêu em vậy ta. Không sao. Ăn thôi đi. Là phép lịch sự của người ta. Đeo chiếc áo lại. Mày còn trả tiền cho người ta làm mình đau mà. Đau mà mình cho tiền á. Đau còn phải trả tiền nữa. Ủa đậu xe chỗ nào? Xe đậu bên cái chỗ gà rán á chị. Ở đó được không ta? Được. Em chụp lại cái tấm hình. Có rồi. Lấy chắc cái miếng bông cho chị ơi. Hả? Em hết càng tiếng hả? Bình thường. Chờ đến chị à? Má hết đến này bị đến đây cái vị ạ. Anh dính F không đi anh? Dạ. Dính không nha? Chưa nha. Dạ, còn 2 ngày cạn. Ở xa quá chứ ở gần là kêu chị Long rồi. Ủa chị Long rồi đó. Tôi chị cái nó mới hết được. Alo, ủa sao nói chuyện không nghe hết trơn trời? Chị kêu tên gì? Tôi. Dạ. Dạ. À tưởng là không nói chuyện mình. Tôi xuống bên nào không nói. Cô nha. Chưa được nửa mặt đâu đấy. Chưa được. Chưa, còn đầy. Nhiều quá à chị. Mà tháng 4 là sinh tháng trước chị đúng không? Đúng rồi. Ra đời trước chị. Hồi xưa giờ có lấy mụn bây giờ chưa tươi? Có thể bớt lại phép được không?
có thể bớt cho tụi mình chị được không? Em xin làm nhiều hình 201 cái gì? Kiểu chị ăn hơn em có 10 tuổi à? Nhấn mạnh nỗi đau. Em đang yêu xa hả Thành? Không, yêu gần rồi. Gần rồi hả? Sung sướng dữ hay. Nó lên được tầng. Nó thấy dạng em đó. Dạ, con có 6 tuổi rồi. Em kêu bằng nó. Có 6 tuổi thôi đó hả? Nhìn thấy chuẩn hơn mà, thấy lớn, người lớn hơn Thanh nhiều. Thì hơn tới 6 tuổi lận mà. 9 năm à? Dạ. Năm thầy? Dạ. Thầy dạy gì? Dạy tiếng Anh chị. Ta dịch ta mất người yêu nó, dịch nó có người yêu đó. Em xịt cái đèn xuống xíu nha. Cái gì? Anh làm gì đó. Ủa nè. Luôn á. Em vẫn thấy sáng mà. Cái này chị quay là chị ghép nhạc vô hả chị hay sao? Không. Cái gì vậy? Cái gì? Dạ. Không, chị đâu có đăng lên Facebook đâu. Lỡ người yêu xem được hả? Nghe nó biết mà. Hả? Nghe nó biết em đi qua đây mà. Ý nó sợ là người yêu xem được cái clip này hả? À không. Biết em là ai đâu mà. Xét da không mà không thấy mặt đâu. Chị quay xong rồi chị nhìn là chị cũng biết em là ai luôn mà. Nhiều khi tìm cái tên của khách mà quay xong nhìn cái không biết ai chứ. Biết chị ăn sáng chưa? Chưa. Rồi đó. Chưa ai làm. Em bận rồi, em làm sáng rồi. Em cũng bận rồi. Mấy đứa nhỏ chị mới làm đó. Chứ mà chị thích rồi. Trang cũ thì người ta coi người ta toàn khen không à. Còn cái trang mới là bà nội nó. Chê không à? Ừ. Cái mẹ nó. Mà tính ra sang trang mới mình còn cẩn thận hơn luôn á. Trang cũ này nó có đăng cái gì không? Chắc còn gì còn gì đâu mà đăng. Như à 30 tuổi. Không ghé à. Hiếm lắm biết không? Hiếm lắm đúng không? Hiếm lắm có người như chị ba bằng tuổi chị.
sao già ghê. Tự nhiên chịu da, anh chịu da nghe không luôn. Lại cái như luôn. Đi không xa thì không nói xa chị. Ủa sao ai, ai cũng chạy rồi vậy? Xem nghe vậy. Mình biết làm gì mà gặp ai cũng gã ra gã chị ăn đi vậy. Âm mưu gì á. Ừ, âm mưu gì luôn á. Âm mưu chiếm đoạt bà. Chắc chị đã yên được nhà em chiếm à. Gì? Chắc chị đã yên được nhà em chiếm à. Còn chị đi, Quyên chị mà chị đi, chị để miếng nóc lại cho Như. Ba là trong hoài để cho ơn Hạnh một khoản nợ. Chị đi lấy chồng nha, chứ không mà chị đi nha mấy đứa. Chị đi lấy chồng, chị đi lấy chồng. Cái gì mà nó đâu có cắt tiếng đâu đúng không? Có bằng chứng à? Bằng chứng hả? Sau này ví dụ là có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra? Ý là giống như kiểu không phải, ý là kiểu chị đổi ý hiểu không? Còn có giấy, còn có cái chứng minh chứ? Nhanh nghiêm trọng quá. Ừ. Chị An lật lọng nhanh lắm em. Em đâu biết tính chị An đâu. Lật lật còn hơn lật bánh tráng nữa. Chị An kêu thưởng em 50 ngàn. Chị An có không thưởng. Ừ. Sao có thể để lại chị ra làm chị được. Thưởng 50 mà thấy lần nào cũng nói mà còn chưa thưởng mà. Chị dồn dồn lại là chị đúng luôn. Bữa đưa 500 mình nữa chị. Ok. Đến Tết tự luôn cho 10 triệu à. Ừ. Tết năm ngoái chị có thưởng cho mấy đứa không? Không. Ủa nó tháng 13 là kép chứ. Hồi Tết năm ngoái thưởng tháng 13 hả? Ủa chứ gì? Chứ gì? Trời ơi, năm nay làm có nửa năm rồi mấy đứa ơi. Thưởng tháng 14 đi. Thôi tháng 13 rồi. Gần Tết là tuyên bố phá sản. Qua Tết lại lợi. Lúc đấy là không còn ai làm cho này đâu. Trời ơi. Không có ba được tự mình ra mà. Mở công ty đi, mở tiền ra đi. Đi đi. Không, trời đất ơi chứ chứ. Quá trời rồi. Chị là tổng giám đốc. Ghê luôn. Giám đốc có thượng giám đốc. Còn là giám đốc không nhà không ai nhân viên luôn. Không có người làm nha. Rồi là lúc đấy không biết đến nào sai đến nào. Tự nhiên từ giữa mặt nước trở thành phó giám đốc luôn. Chị đưa đẩy đưa em đi tới con đường đó chị cũng đẩy chị hết trơn á. Thank you.
Nghe tiếng hôm qua nằm mà ngủ lúc nào không biết luôn á. Đưa cho chị con gấu phơi cần coi. Phải sửa chứ. Phải cần. Cái này không phơi cần chị ơi, gấu nha. Tấu luôn. Ngồi rồi. Tấu rồi đó. Mới gặp một lần mà tưởng như là kiếp trước vậy đó. Nó chưa gặp luôn á. Mới nhìn hình một lần mà tưởng như gặp kiếp trước vậy mọi người. Ông nói là mai về đi em. Hỏi gì mới nói. Vì không thích nhìn lại kết bạn Zalo hả? Tôi là đợi chút nha tôi. Bớt dạy được không? Nói lại là tôi là đợi chút nha tôi. Ok ok, nó ok đi tôi. Ừ. Chị mình cũng biết đói à? Chị Long đi. Chị Long đi hả? Long như tiền hả? Như tiền mấy đó? Tay á hả? Không biết. Chết 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 mà sang đặt cọc 500 nha mọi người. Chết đến khi sẽ bao phá sản thôi. Chị giờ tới là nó tơ lại rồi, nó không bị gì đâu. Ở trên này có không? Ừ có. Có luôn. Rồi em đông tốt. Ủa em mới lên đây lại hay sao vậy? Ừ, lên đây trong tháng mấy rồi chị? Sao giờ mới qua? 4 giờ đi làm không mà
với là lúc mà mới vừa lên luôn rồi nó không có lên gì đâu. Cũng mới lên đây hả? Cái mới từng loại hả chị em? Mới mua đúng không? Nhưng rồi mới hút về. Có nghĩa là lên này mới được hút đúng không? Đúng rồi. Chứ còn không phải lên như vậy phải coi lại.